Nay mình sẽ ép xay tại nhà để thử cảm giác của anh em như thế nào nhé. Hôm nay soi thấy tóc hơi bung, lại xấu rồi, với lại lâu rồi mình chưa ép xay, từ lúc cắt tóc ngắn nên là mình quyết định làm luôn. Nhân tiện giới thiệu với anh em phiên bản ép xay 500ml dạng túi. Nếu như tip bình thường anh em có thể ép hết cho anh em bạn bè trong nhà, thì với 500ml anh em có thể ép cho cả làng luôn nhé. Ép xay thì mình đã có rất là nhiều những video hướng dẫn, thì anh em chỉ cần lưu ý những cái điều như sau. Thứ nhất là anh em phải xem video hướng dẫn ít nhất 10 lần và đọc hướng dẫn sử dụng thật kỹ trước khi làm, hiểu rồi thì mới làm, còn mông lung thì chưa làm nhé. Hai là bôi đều vào chân tóc, không để đọng thuốc một chỗ quá nhiều. Và ba là để tóc ẩm làm. Vì sao thì dưới kinh nghiệm của một người thợ chuyên nghiệp 15 năm thì đó là lời khuyên tốt nhất của mình. Anh em biết vì sao mình luôn đẩy mạnh vấn đề ép xay cho anh em không? Vì nó làm được một thứ mà dù là người thợ giỏi đến mấy cũng không làm được. Vậy đó. Trong lúc ngồi chờ thì mình tranh thủ đi tìm vài con sâu vì nhà mình nhiều cây lắm. Anh em lưu ý cái vấn đề này khi ép xay nhá, tức là cũng được khoảng 15 phút mình ngồi chờ cái này là đúng không? Thì mình sẽ tiến hành mình bôi những cái lớp tóc ở bên trên của cái lớp mình ép xay lúc đầu này. Mình sẽ bôi cái phần chân này thôi nhá để nó có cái sự kết nối, bởi vì tóc của mình là tóc bung. Nếu như mình chỉ có ép bên dưới này và bên trên mà mình không ép ấy thì rất có thể sau khi mình làm xong ấy, thì bên dưới nó gọn nhưng bên trên nó vẫn có hơi bung, nó không có cái sự kết nối nhá. Sau khi tóc đã được thì anh em đi gội xả bình thường nhá. Lần này mình làm tại nhà cho nên là hơi vất vả một chút và anh em tiến hành la sấy theo một cái form mình mong muốn là được. Giờ thì hãy cùng nhìn lại sự thay đổi tóc của mình nhá, rất gọn gàng và mịn màng đúng không anh em? Đối với tóc ngắn thế này thì tạo kiểu nó cũng rất là nhanh chóng, nhưng nếu mà không tạo kiểu thì tóc vẫn đẹp nhá. Vì cái phần khung tóc của mình ấy nó đẹp thì nhìn tổng thể nó sẽ đẹp. Anh em có thể vào shop để tham khảo sản phẩm nhá. Cảm ơn anh em.